Ly đã soạn sẵn đơn xin nghỉ việc. Đọc lại tờ đơn, cô lại nhớ những lời Quy nói hôm trước, rằng nếu cô ở lại thì cô còn 50% cơ hội chiến thắng, còn nếu cô bỏ cuộc thì chỉ chứng tỏ cô tự ti với tài năng của mình. Tôi không cần một nhân viên thiếu nghị lực nhưng lại luôn nghĩ tài năng mình hơn người, Quy từng nói với Ly. Sau giờ làm, Ly gặp Phi và Quy đang đi cùng nhau. Phi rủ Ly đi ăn cùng nhưng Quy lại tỏ ra lạnh lùng, ngó lơ Ly. Anh được một cô gái đến đón đi ăn. Hành động này của Quy khiến Ly ngỡ ngàng, có chút buồn. Phi đưa Ly và Sandian vui vẻ. Cả hai cùng khuyên Ly nên suy nghĩ lại việc xin nghỉ việc và thuyết phục cô ở lại. Trò chuyện với San, Ly cảm nhận được sự vô tư và tình yêu đặc biệt với bánh của San. Hai chị em quyết định cùng chia sẻ bí quyết riêng cho nhau. Ly hỏi mẹ người bị dạn xương nên ăn đồ gì cho mau lành. Bà Phượng đoán ngay ra đó là Quy. Lần khác, cô lại nói chuyện với mẹ về loại bánh mà cô tự tay làm để mang đi tặng. Tuy nhiên lần này bà Phượng có vẻ không đoán ra Ly sẽ tặng Quy. Ly tặng túi bánh do cô tự tay làm với những thành phần tốt cho xương, do Quy đang bị giãn xương. Trước mặt Ly, Quy tỏ ra thờ ơ với món quà này của cô, nhưng khi cô vừa đi khỏi, Quy liền háo hức thưởng thức bánh ngay tức thì. Phi thông báo cho Ly rằng phòng nhân sự báo nếu cô nghỉ việc thì vi phạm hợp đồng và phải đền số tiền lớn. Đồng thời, Phi lại tiếp tục thuyết phục Ly ở lại. Cô buộc phải đồng ý vì cũng không có khả năng đền hợp đồng. Ly xin phép Phi cho cô nghỉ cuối tuần này để đi học lớp. Sau khi đồng ý và Ly đi khỏi, Phi sực nhớ ra cuối tuần này cũng chính là sinh nhật Quy. Mời quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Đừng Nói Khi Yêu phát sóng vào 21 giờ 40 phút thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.